lại nữa thiện hiện giống như tướng rốt giáo của các pháp này tướng của tất cả pháp cũng như thế cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tướng của tất cả pháp như tướng rốt giáo thì làm sao đại bồ tát đối với tất cả pháp ứng hiện đẳng giác vì sao bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của sắc có sự phân biệt thế này đây là sắc cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của thọ tưởng hành thức có sự phân biệt thế này, đây là thọ tưởng hành thức. Bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của nhãn xứ có sự phân biệt thế này, đây là nhãn xứ. Cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của nhĩ tí thể thân ý xứ có sự phân biệt thế này. Đây là nhĩ tĩ thể thân ý xứ, bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của sắc xứ có sự phân biệt thế này. Đây là sắc xứ, cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của thanh hương vị xúc pháp xứ có sự phân biệt thế này. Đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của nhãn giới có sự phân biệt thế này. Đây là nhãn giới, cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có sự phân biệt thế này, đây là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của nhĩ giới có sự phân biệt thế này, đây là nhĩ giới, cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có sự phân biệt thế này, đây là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt ráo của tỷ giới có sự phân biệt thế này, đây là tỷ giới, cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có sự phân biệt thế này, đây là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt ráo của thiệt giới có sự phân biệt thế này, đây là thiệt giới, cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thể xúc làm duyên sanh ra có sự phân biệt thế này. Đây là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của thân giới có sự phân biệt thế này. Đây là thân giới cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có sự phân biệt thế này. Đây là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của ý giới có sự phân biệt thế này, đây là ý giới, cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của pháp giới ý thức giới và ý xúc. Cũng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có sự phân biệt thế này. Đây là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của địa giới có sự phân biệt thế này. Đây là địa giới, chẳng phải trong cái rốt giáo của thủy hỏa phong không thức giới có sự phân biệt thế này. Đây là thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của vô minh có sự phân biệt thế này. Đây là vô minh. Cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, Xanh, lão tử sầu than khổ yêu não có sự phân biệt thế này. Đây là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của bố thí ba la mật đa có sự phân biệt thế này đây là bố thí ba la mật đa cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có sự phân biệt thế này đây là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của pháp không nội có sự phân biệt thế này đây là pháp không nội cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có sự phân biệt thế này, đây là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh.